Một trường cao đẳng ở Ấn Độ ngày hôm qua tuyên bố áp dụng quy định mới, theo đó cấm tất cả nữ sinh mặc quần jeans, váy ngắn và áo thun nhằm đề phòng nạn xâm hại tình dục. Trường cao đẳng nữ sinh Andras ở bang Haryana cho biết, nữ sinh nào vi phạm quy định trên sẽ bị phạt mỗi lần 100 rúp, tương đương 1,8 đô la Mỹ. Quần jean, áo thun là những loại quần áo rất Tây hóa, váy ngắn cũng vậy, chúng không phủ hết phần chân, khiến nữ sinh dễ bị chọc ghẹo và kẻ gian dễ để ý. Tuy nhiên, các loại quần jean, áo thun vào những quần áo thời trang phương Tây ngày càng trở nên phổ biến với giới trẻ Ấn Độ, từ thành thị đến nông thôn, mặc cho nhiều người cao tuổi không mấy đồng tình. Các nữ sinh tại trường Adas bức xúc cho biết, quy định trên là phạt họ chứ không phải giúp bảo vệ họ khỏi nạn xâm hại tình dục. Cấm mặc quần jean, áo thun và váy ngắn không có nghĩa là sẽ không có tội phạm. Tôi nghĩ rằng mặc quần áo truyền thống Ấn Độ sẽ không thay đổi được gì. Bà Mamata Sharma, người đứng đầu Ủy ban Phụ nữ Quốc gia Ấn Độ cho biết, buộc phụ nữ mặc quần áo truyền thống không phải là biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nạn xâm phạm tình dục. Tờ The Times of India ngày 8 tháng 8 từng đưa tin nhiều cô gái ở thành phố Ranchi, Ấn Độ rất hoảng sợ vì những lời hăm dọa tạt axit nếu còn mặc quần jean được dán ở khắp mọi nơi. Trước đó, dư luận Ấn Độ rất bức xúc trước vụ một nữ sinh bị nhóm du côn hành hung và sàm sỡ giữa đường tại thành phố Guwahati, bang Assam.